Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các thầy cô giáo và các bạn cái bảng Excel để tổng hợp phiếu lấy ý kiến của giáo viên nhân viên trong trường phổ thông đánh giá chuẩn nghề nghiệp đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng theo thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông được đánh giá theo 18 tiêu chí với các mức độ 4 mức độ, mỗi tiêu chí đó là hoàn toàn đồng ý, ít đồng ý, tương đối đồng ý và hoàn toàn đồng ý. Tương ứng với đó, mức độ phân loại chúng ta có thể hiểu đó là chưa đạt, ít đồng ý nghĩa là đạt, tương đối đồng ý nghĩa là khá và hoàn toàn đồng ý có nghĩa là đánh giá tiêu chí đó mức tốt. Và để tổng hợp một cách đơn giản và nhanh chóng trên bảng Excel thì chúng ta sẽ sử dụng mã hóa bằng các con số hoàn toàn đồng ý khoanh số 1, số 2 ít đồng ý, số 3 tương đối đồng ý, số 4 là hoàn toàn đồng ý ở trên phiếu. Các thầy cô cũng sẽ có những cái khoanh vào các cái con số này. Thì để tổng hợp thì chúng ta sẽ lập một cái bảng tương ứng với số lượng cán bộ giáo viên nhân viên trong trường, tức là số phiếu. Ví dụ ở đây chúng ta có thể làm đến ví dụ ở đây tôi làm đến 70 phiếu. Và nếu những trường mà có nhiều hơn số cán bộ nhân viên, chúng ta hoàn toàn có thể chèn thêm. Khi chèn thêm này thì công thức tổng hợp nó không có gì thay đổi cả, nó vẫn tự động tổng hợp theo số phiếu chèn thêm chứ không phải tổng hợp theo cột này. Đây. Tổng hợp nó sẽ vào cột. Ví dụ ở đây tổng hợp chỉ cần hai người thôi, một người một chiếc máy tính để nhập các số 1, 2 và 4 theo số khoanh từng tiêu chí. Một người sẽ đọc thì người đọc sẽ đọc cầm phiếu lên và đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới, tương ứng với nó lần lượt đủ 18 tiêu chí. Ví dụ ở phiếu số 1 đánh giá khoanh vào con số nào thì chúng ta sẽ đọc con số đó lên. Ví dụ 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4. Vậy chúng ta tiếp tục phiếu thứ hai chúng làm vậy, 3 3 2 1 4 4 3 4 4 3 4. Chúng ta sẽ tổng hợp rất là nhanh, chỉ cần đóng như vậy. Còn khi tổng hợp ra nó sẽ có kết quả. Và để tổng hợp ở đây tôi đã lập công thức để máy tính sẽ tự động đếm. Công thức đếm ở đây khi có nhập số liệu vào thì mới bắt đầu đếm. Như vậy ví dụ ở đây có hai phiếu đã nhập thì đồng chí hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng này mức hoàn toàn đồng ý đã có một phiếu, một phiếu đánh giá trong hai phiếu đúng, tương đối đồng ý một phiếu, ít đồng ý không có phiếu nào, số 2. Cứ tương tự như vậy chúng ta nhập hết vào. Sau khi nhập xong toàn bộ số phiếu vào thì sẽ có được cái kết quả. Đây sẽ là kết quả ở trên nền bảng màu vàng. Chúng ta sẽ biết được từng tiêu chí thì đồng chí hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng ở trường này sẽ được số phiếu là bao nhiêu. Như vậy với một cái thao tác rất đơn giản trên máy tính và bảng Excel thì sẽ giúp ích cho các đồng chí làm công tác tổng hợp thống kê cái số lượng, số phiếu của cán bộ giáo viên nhân viên bỏ phiếu đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn nghề nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Chấm điểm cho con cho.